Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip hôm nay là em test hai sản phẩm ha. Trước tiên đó là một con Amly đời nông S10, em xin lỗi, đời nông 2000 SE, 2000 SE, em về ngày sáng hôm qua. Thì hôm nay em test con này là để giao cho bác khách ở thành phố Hải Dương, và một cặp loa Bose 301 AV monitor để giao cho bác Sơn nha. Lúc sáng bác Sơn có chuyển cọc cho em 5 triệu để đặt cặp loa này. Là đây là cặp loa của bác, loa là nguyên zin 100%, 100% chưa mở ốc anh em nhé. Những đôi ngày hôm qua giờ em bán là chưa có mở ốc, lưới căng zin hết nha. Đó. Đối với 301 AV monitor thì hiện tại shop em còn hai cặp nữa thôi, chỉ còn hai cặp thôi, không còn nhiều. Bác nào yêu thì hãy phone ngay cho em, chỉ có hai cặp, đẹp như nhau hết nha, đều zin hết, zin em báo zin, cái nào mà thay gân em sẽ báo thay gân để cho anh em khỏi yên tâm. Đây là con SA. Ngày hôm qua đã nói em thấy là hình ảnh tất cả đều đẹp, chỉ có hai cái xíu đó, nếu mà không chỉ chắc cũng không có thấy. Đây là khiển riêng, dây nguồn catalog đầy đủ nha. Đó. Đó. Lớn nè, đó, nhỏ nè, rất là ok. Thì cũng quay để cho các bác khách thấy thôi. Đó. Đây là số series của bác Sơn luôn nha. 49231 nha, 49231 đúng left right đàng hoàng. Chào bác. Đồ đồ rất đẹp. Nói chung là qua nay về mấy đôi AV của em là em tiễn sẵn. Bữa nay còn có hai đôi thôi. Hai đôi thôi thì bác nó yêu phone ngay cho em. Rin là rin, còn thai là thai. Mình khỏi phải lăn tăn. Đây. Logo tem mát đầy đủ ha, lưới dây căng đẹp. Đó. Lo rất đẹp ha. Đây là hai sản phẩm của hai bác đây. Để em test, em quay sơ bộ để gửi cho hai bác nha. Và em quay lại cái số series con SE cho bác khách Hải Dương nha. Đấy, 3437 nha bác nha. 3437 là của bác nha. Có một con thôi, còn không có con thứ hai đâu. Và con 2000 RE thì cũng có bác khách ở cũng đã chốt khi mà em đăng trên Zalo và Facebook rồi, chốt trước rồi. Cho nên các bác sau gọi thì em đã bán mất rồi nha. Có gì em sẽ báo lại nha, cho các bác nha. Và bộ rề bao Luckman CL38U và MQ88U thì cũng đã có cọc cho bác khách ở Sài Gòn rồi. Thì tối nay em sẽ mời anh em thưởng thức giữa bộ rề bao Luckman và cặp lo tay nôi Turi GR nha. Đây em mở lớn tí nha, tại nhóc em đang ngủ cho nên không có mở lớn ha, đang ngủ trưa. Rồi khi mà chúng ta so con SE với con 2000 cũng là mã thì tiếng của SE nó sạch sẽ hơn, nó trong hơn anh em nhé, hay hơn 4 là mã, và cái đầu mạnh thì nó lực hơn thằng 2000 cũng là mã chút, tại vì nó là đời mới sau này. Qua tới con RE thì tiếng nó lại mạnh hơn con SE một chút xíu nữa nha. Cái đời AE thì nó không có khiển, và đời SE RE thì sẽ có khiển nha. Oh.
Rồi AV monitor thì em còn 2 đôi và 305. Thì tới cái đời 301 AV monitor sẽ còn một cái đời nữa là 305. Anh em nha, 305. Thì nó kết cấu hình hài nó sẽ giống như thế này, nhưng mà cái chữ nó là không phải là cái tem bót lớn mà cái tem bót nhỏ. Thì em cũng sẽ làm clip cụ thể sau để cho anh em mình tham khảo. Và cái đôi để chơi bóng bẫy hơn AV đó là 301 Sonata. Đây là phụ bóng anh em nha, rất đẹp nha. 17.500.000 bao ship luôn cho anh em. Một đôi lo rất đẹp nha. Rồi tới đây thì em xin kết thúc clip đó. Cũng không có gì phải gọi là mới mẻ, nó cũng đã cũ đã quen rồi. Giờ em cũng quay để giới thiệu anh em và để cho hai bác khách thấy được hai cái sản phẩm của mình nha. Tới đây xin cảm ơn, xin rất nhiều.